Hy vọng tìm thấy những người bị mắc kẹt trong hầm mỏ của hãng Freeport ở Nam Dương và nhạt dần, tin từ Timica. Hãng đồng và vàng Freeport-McMoRan cho biết số người chết trong vụ sập đường hầm đã tăng lên thành 14 người. Ngoài ra, 14 người vẫn còn bị mất tích. Công ty cho biết đá rớt đã cản trở nỗ lực cứu nạn, hy vọng tìm thấy người sống sót đang phai nhạt dần. Một đường hầm bị sập tại mỏ đồng lớn ở Nam Dương vào hôm thứ Ba tuần trước. 10 người may mắn sống sót vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Mỏ Casper ở tại Papua là một trong những khu vực xa xôi nhất của quần đảo Nam Dương. Hôm qua, giám đốc điều hành của công ty Freeport đã tới thăm mỏ và những người đang nằm tại bệnh viện. Một dân biểu Hạ viện Nam Dương cũng đã có mặt để đánh giá tình hình mới nhất. Công ty Freeport đã đóng cửa mỏ đồng lớn thứ hai trên thế giới vào hôm thứ Tư, một ngày sau khi đường hầm bị sập, khi có 38 công nhân đang dự một khóa huấn luyện bên trong. Đường hầm huấn luyện nằm ngoài khu vực khai thác mỏ và cách lối vào mỏ Khoisan khoảng 500 thước. Hiện chưa rõ hoạt động tại mỏ sẽ ngừng trong bao lâu. Tác động ban đầu về nguồn cung ứng có thể nhỏ vì công ty có một kho dự trữ lớn tại mỏ này, nhưng điều này sẽ thay đổi nếu như việc đóng cửa kéo dài.